buổi xuân cùng làm quên. Sương trời không nói cho làm vỡ thương. Để vòng tay cuối tuần vội tóc em như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta như sao em còn nhớ. Vẫn lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau. Cho đẹp màu thương thương lại quên. Có rể thì nhà nào cũng vui và cô dâu chủ rể nên nhớ rằng là bốn phần ta ba chữ rành rành, chữ trung chữ hiếu chữ tình. Chữ trung thì anh Hoàn anh Bình anh mới nói với cô Hoàn rằng là Hoàn ơi, bấy nhiêu ngày môi em vẫn thắm, mắt
đen xanh như suối hồ sâu thẳm, ôi dòng nói quen quen như suối ngàn hoang vắng, mà em đồng được thượng được thắm tình quê. Rồi hôm nay anh sẽ đón em về cùng xây dựng tương lai hạnh phúc. Và tối hôm nay anh chị sẽ có một trò chơi, đó là lối chơi phòng thủ chặt phạt công nhanh, nhưng mà rất tiếc là VT4 không tường thuật trực tiếp mà chỉ ghi hình và phát sóng vào ngày mai. Vâng, xin mời quý vị cùng đón xem. Và nhận lời họ gái giao du, xin mời Hà Nội mấy câu ân tình. Vâng, xin mời vị đại diện của họ nhà gái bác Trần Tiến. Xin mời vị đại diện của họ nhà tay bác Trần Tiến. Vâng, xin ông trưởng cho một tràng pháo tay cho vị đại diện của họ nhà tay. Cảm ơn họ gái chân tình. Tôi xin đại diện cho gia đình họ đây xin gửi đến hai họ lời chúc sức khỏe, một lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa hai họ, thưa toàn thể võ trường, như ban tổ chức đã trình bày qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Bình và Hoàng, được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay đúng vào ngày lành tháng tốt tại nhà hàng quê hương, Bình và Hoàng đã chính thức thành công vợ thay mặt cho họ nhà trai. Tôi xin nhận cháu Hoàng là vợ của cháu Bình, là con của ông Ba và Lý, là dấu của họ Trần Bá. Thưa hai họ, trong bữa cơm thân mật cùng như giờ đón tiếp cô dâu, có gì sai sót xin hai họ bỏ qua. Một lần nữa, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt đầy đủ của quý ông, quý bà, các bác, các chú và bè bạn, nam nữ thanh niên. Cảm ơn ban tổ chức cùng nhà hàng quê hương đã tổ chức thành công cho hai cháu Bình và Hoàng bước vào đài hạnh phúc thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn. Vâng, mong cho nên vợ, nên chồng, nên dâu, nên dì và đẹp lòng mẹ cha. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện của hội nhà tay đã dặn dò cô dâu từ về trước lúc lập thành gia đình. Và kính thưa quý vị, để quý vị tiện theo dõi, tôi xin giới thiệu đội hình của ban nhạc tình yêu hôm nay. Hôm nay có Sanoku trong vai phủ đệ, Sanaki trong vai phủ dâu, San Hiếp Kiểu Kiên trong vai cô dâu và chủ đề. Còn tôi, thành viên người dẫn chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng, xin hỏi quý vị và các bạn ở dưới này có ai muốn tham gia vào chương trình này không ạ? Vâng, có ai muốn tham gia vào chương trình này không ạ? Vâng, nếu có ai muốn tham gia xin hãy gọi ngay với số máy 0482626222, tôi sẽ đuổi ngay với các bạn. Hoặc xin nhắn vào email thitcanh.a.vn.mamtom, tôi sẽ ngồi ngay với các bạn. Cuộc đời hạnh phúc hằng ao ước, vật chất đầy đủ vui nhân loại, vui đến toàn gia sống giạt rào. Mừng cho đôi bạn bách niên giai lão, cảnh gia đình hạnh phúc rạng rỡ thay. Chúc mừng đôi bạn chung bầy, vui chung hạnh phúc mừng ngày đẹp duyên. Nhà thanh bạch dâu hiền dễ thảo, những tâm lòng bác hồ trải tim non. Hai họ về đây vì hạnh phúc của cháu con, công ơn nổi ngoài lo tròn nơi ẩm cũ. Và từ đây phát huy bao truyền thống, hạnh phúc trăm năm khi ở chỗ này. Mừng cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Và chương trình văn nghệ thì còn dài, nhưng đồng hồ đã điểm 9 giờ trôi qua. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn tới quý vị và các bạn đã đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Và bây giờ là nghi thức cắt bạch cưới. Vâng, xin mời cô dâu và chủ đề hãy đứng lên để cắt bạch cưới. Thank you.
cùng toàn thể bạn bè thân nhân ai họ gần xa. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể. Yeah.
đã sớm anh giờ sao.